Cảm ơn chị Lộ Hằng. Đúng là như vậy, từ năm ngoái tầm này, quý 3 2011 chúng tôi có tổ chức một cái điều tra thị trường như vậy, tình hình như vậy, dự báo như vậy, thì hơn 70% các chủ đầu tư đều nói rằng là chúng ta chắc chắn là thay đổi. Và tôi còn nhớ chúng ta dần một cái tip rằng là we are ready to change, tức là chúng ta sẵn sàng lắm rồi. Thì quý vừa rồi chúng tôi có gặp lại, chúng tôi tổ chức một cái cuộc điều tra. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ trình bày với quý vị một cái cách thức khác, là chúng ta vừa đi từ vĩ mô và chúng ta bây giờ sẽ xem lại cái quan hệ, cái suy nghĩ của chủ đầu tư, tức là cái vế vĩ mô, cái suy nghĩ, cái tâm tư quan trọng hơn. Thì một trong những cái mà chủ đầu tư đang suy nghĩ nhiều nhất và đau đầu, và tôi cũng đã nhìn thấy lên cả có cả cái bài tập là liên quan đến là giảm giá thì có tác dụng gì, có tác dụng là thanh khoản hơn không. Thì tôi xin phép là được đi vào, thay mặt các anh chị em ở đây, đi vào cái chủ đề rất nhạy cảm. Thế nhưng mà có lẽ chúng ta nên thảo luận những việc rất là cởi mở như vậy. Là tôi xin lấy một cái lĩnh vực, đấy là lĩnh vực bên phía văn phòng cho thuê. Thì giảm giá thì có tăng công suất lên không? Bởi vì chủ đầu tư tôi biết cái là thay đổi, là chủ đầu tư đang suy nghĩ cái câu chuyện rất là khó khăn để đưa ra quyết định. Hãy làm một cái cuộc phân tích từ số liệu khoảng 3 năm trở lại đây. Xin phép là tôi sẽ đưa ra, trong nó hơi phức tạp vì hơi làm nhà của mình, nó rất là nhiều hai cái trục này ở đây là các dự án, và đây là giá tăng, và đây là giá giảm, và cái chiều này là công suất tăng và công suất giảm. Mọi người rõ cái đầu này ạ. Thì nếu mà ta tăng giá, mà ở đây có những cái dự án tăng giá lên thì công suất nó lại tăng lên, có những dự án giảm giá thì công suất lại tăng, còn có những dự án là giảm giá thì công suất giảm. Và ngược lại, có những dự án nằm ở cái khu vực phần tư này, tức là đây là chính là cái mà chúng ta cần phải có cơ sở để có giảm giá hay không, và giảm giá vào lúc nào, và giảm giá như thế nào. Thì đây chính là cái mà chúng ta đang trăn trở. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái đồ hình này, và cách đây 2 năm chúng tôi so sánh giữa quý này với quý kia, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là cái kết quả, là có một số thứ là thậm chí tăng giá, nó vẫn còn tăng cả công suất cơ, chứ không phải là ngược lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ theo dõi một cái bức tranh tiếp theo. Sang đến 2011 thì chúng ta lại nhìn thấy bức tranh là không phải là mọi thứ nó nằm ở cái khung phần tư này nữa, mà là có chiều hướng di chuyển sang bên này, tức là tăng giá thì giảm công suất, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xem cái thời gian gần đây là như thế nào. Là sát ngày đây, tôi để mọi người ngắm lại một tí. Tăng giá, công suất có cái rất tăng, nhưng mà giảm giá có cái công suất tăng nhưng rất nhiều cái công suất giảm. Xin thưa, thực ra để muốn nắm được lúc nào giảm giá như thế nào, mọi người cần phải đọc cái đồ hình này thật kỹ. Và thực ra đấy chính là tại sao mà chúng tôi lại phải công bố cái báo cáo quý. Mọi người chủ đầu tư phải đọc cái này thật kỹ, đây chính là cái báo cáo hàng tháng, hàng quý, và chúng ta phải nắm được cái chỉ số. Bởi vì tất cả những cái này nó giống như là cái sao chổi. Tôi hơi sang thiên văn học quý. Cái đám sao chổi này, các dự án này nó sẽ di chuyển, chứ nó không phải là một dự án hay là cả thị trường nó đều nằm ở cùng một khung phần tư nào cả. Mà chúng ta phải nắm rất kỹ cái số liệu thì chúng ta mới đưa ra quyết định, ta làm cái đầu sao chổi hay ta làm cái đuôi sao chổi. Đấy chính là cái mà tôi muốn trả lời người ta, là chúng ta phân vân về cái câu chuyện tại sao không giảm được, tại sao không tăng giá, vẫn có người tăng mà thành công. Tôi xin phép sang cái chủ đề chính, là trong cái thời gian vừa rồi chúng ta trả lời câu hỏi là cái gì ngăn cản người thay đổi mất một năm rồi. Và chúng tôi thảo luận khoảng gần 60 chủ đầu tư, là những người mà Savin đã là khách hàng thân thiết, đã làm trong rất là nhiều thời gian. Chúng tôi nắm rõ cái quy trình hoạt động doanh nghiệp của các cái doanh nghiệp này, và chúng tôi đã trực tiếp thảo luận với một số anh chị chắc chắn là có mặt ở trong đây, chúng ta thảo luận qua điện thoại, chúng tôi chỉ bổ sung thôi. Thế nhưng mà có mấy cái lý do, chúng tôi đưa ra các lý do sau đây. Đây là biểu, và đây là các cái lý do mà ngăn cản sự thay đổi. Mọi người có thể nhìn tên này không?
cái lý do đầu tiên là do là những cái thỏa thuận trong quá khứ, những cái thói quen quán tính trong quá khứ, những cái gì mà trước kia đã làm như vậy thì tôi không thay đổi được, ngăn cản tôi thay đổi. Cái lý do nữa thì rất là hay, là ra cái này thì dễ nhất nhé, là chúng ta trừ tiền. Thế tôi cũng xin lỗi là đi thẳng câu chuyện trừ tiền. Thế tiếp theo là có một số thứ chủ lý do nữa là tôi biết tất cả mọi thứ, nhưng thực ra là tôi có tiền, tôi chả lo gì quá khứ cả, nhưng mà tôi chả biết làm thế nào cả. Thì có một số lý do nữa là tôi không có người, tôi không có thời gian, và có một chục lý do là liên quan đến tôi không có một tí hy vọng nào trong tương lai, tôi không muốn thay đổi. Tại chị sẽ cho điểm thế nào? Điểm cao nhất là ảnh hưởng đến cái ngăn cản nhất, và thấp nhất là ít ảnh hưởng nhất. Các chủ đầu tư đây, các quý vị ở đây, sự căn cứ vào tình hình của mình thì xem cái lý do nào là quan trọng nhất ạ. Có ai phải gọi điện cho vợ hoặc chồng không ạ? Các không cần thiết đúng không ạ? Tôi xin trả lời ngay với điều tra của chúng tôi. Khoảng hơn 60, phần 6, cái điểm chấm cao nhất là 60 điểm, hơn 60 điểm là do những cái cam kết, những cái quán tính của cả cái doanh nghiệp về trong quá khứ, và bây giờ tôi không thể thay đổi được nữa. Thế tiếp theo là vẫn câu chuyện muôn thuở, là tại vì có tiền, muốn thay đổi có tiền. Và lý do tiếp theo khá là gần gần chấm mức độ quan trọng, cũng gần gần như vậy, là cho rằng là thực ra tôi không có kiến thức để tôi thay đổi. Thực sự tôi cũng muốn lắm, tôi cũng có điều kiện, nhưng mà tôi không biết làm thế nào để thay đổi. Và cái lý do tiếp theo nữa là không có nhân lực. Thì cái này cũng xin chia sẻ, có nhiều người, các chủ đầu tư thì cho rằng là, có chủ đầu tư cho rằng cái chuyện nhân lực không phải là chuyện quan trọng, bởi vì tôi có tiền tôi sẽ tuyển đúng tất cả những cái dàn nhân viên cán bộ mà tôi thấy là phù hợp nhất. Và có một số lý do nữa thì được cho rằng là tôi chả còn thời gian, là bây giờ bức bí lắm rồi, chúng chả biết làm thế nào cả, cho nên là không còn thời gian để thay đổi. Và có một số lượng nhất định trả lời là tôi không có hy vọng. Cái này là cái tôi cho rằng là quan trọng nhất. Một cái cũng trong cái kết quả này, chúng tôi lấy theo độ tuổi của người được hỏi, thì xem là ba cái lý do là quá khứ, hiện tại và tương lai, thì cái nào là nhiều nhất. Thì theo cái độ tuổi giữa từ 20, 30, 30, 40 và các độ tuổi càng trưởng thành hơn. Thì đối với trong những lý do quá khứ thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái màu này là đối với những người có nhiều tuổi hơn. Thì cái nhóm người trẻ tuổi hơn thì có vẻ như không lo gì đến quá khứ lắm, thì cái việc có vẻ logic đúng không? Còn càng nhiều tuổi thì có vẻ là càng lo về những vấn đề quá khứ. Tôi thấy cái này cũng logic. Sang đến chuyện là liên quan đến những vấn đề hiện tại, thì chúng ta thấy rằng là đối với đối tượng của chủ đầu tư mà trẻ tuổi thì quả thực họ có nhiều phân vân, nhiều lo lắng. Còn tương lai thì sao ạ? Có ngược lại không? Thì rất may lý do của tương lai ít, bản thân nó ít, nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy đối với những người nhóm trẻ tuổi hơn thì họ chả lo gì tương lai, như vậy là quá tốt. Những cái gì mà người trẻ tuổi nghĩ như này tương lai tuyệt vời, nếu mà họ lại lo thì cũng là vấn đề. Còn cũng rất may là cái nhóm mà nhiều tuổi hơn thì họ có rất nhiều lo lắng. Thì tôi nghĩ rằng là cái kết quả điều tra này cũng là có cái sự logic về mặt tâm lý của nó. Tôi xin sang cái chủ đề thứ ba rất nhanh thôi, không mất thời gian quý vị. Là trong cái thời gian vừa rồi chúng ta có nói đến cái câu chuyện là sửa đổi luật đất đai, Savin với các cái cộng sự của chúng tôi, các đồng chí từ nước ngoài có rất nhiều kinh nghiệm về mặt các cái hệ thống luật pháp từ Anh, Úc, Mỹ, vân vân, cũng có những nhiều người chia sẻ. Thì tôi cũng xin có một vị ý rằng là để phản ánh cái này thì để cho nó gốc rễ, chuyên đề, thì chúng ta cần phải tôn trọng cái tam giác về mặt đất đai. Ở đây chúng ta có ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái mức độ mà bảo vệ cái quyền sử dụng về một cái mảnh đất, một cái mét vuông, một cái đơn vị đất đai ở đấy. Và cái chất lượng của cái quy hoạch, tức là cái mà ta sẽ sử dụng ở trên mặt đất đấy như thế nào. Và cái cuối cùng là cái giá trị, có thể là giá trị kinh tế, giá thị trường, có thể chúng ta nói cái chỉ số mà chúng ta biết trên một cái đơn vị đất đai. Thì theo đúng cái mặt đây, cái này không phải là phát minh của chúng tôi, mà đây là cái về mặt theo trong học thuật, thì chúng ta có thể nhìn thấy cái bức tranh rất rõ nét là nếu mà chúng ta càng được bảo vệ về cái khẳng định cái trên một cái mảnh đất, thì cái
chất lượng của quy hoạch sử dụng đất, tức là sẽ làm cái gì, làm như nào để có hiệu quả nhất, tốt nhất, thì càng được cái người cái người chủ ở trên này người ta sẽ dành nhiều tâm huyết hơn, nhiều nguồn lực hơn để cho có một cái chất lượng hơn. Và khi mà có chất lượng hơn thì khi mà cái quy hoạch giống như là ta làm một cái bản báo cáo CGIFS của Savin nhiều hơn, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái giá trị ở trên một cái mét vuông là cao hơn. Thì cao hơn, khi mà giá trị mang lại cao hơn trên một mét vuông cao hơn, thì đổi lại người ta càng có nhu cầu nhiều hơn về việc tôi phải bảo vệ cái thành quả. Thì tôi xin phép là hết ở cái chỗ này, bởi vì đây cũng là một cái chủ đề chúng ta thường xuyên thảo luận. À, sau đây tôi xin phép mời anh John để tiếp tục cái phần thảo luận các cái chủ đề của khu vực. Xin cảm ơn.